Temo đi á. Thôi nào nào. Một game Temo đi à? Thôi. Để xem nó kèo gì. Mẹ cá sấu thì tôi đành chơi Temo thật đấy. À. Shit. No. Đừng. Không. Được rồi. It's showtime. Không mà trận cá sấu thì các bạn chơi Teemo được thật. Ôi, tôi cầm kháng phép á. Xong rồi. Má nó. Toang 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 ăn lo thôi. 24 giáp à? Không sao không sao, cá sấu không thể chạm vào người tôi được các bạn. Cá sấu gặp Temo khó chịu à? Chẳng qua Temo nó không kiểu khủng khiếp như con Queen được thôi. Con tị con Queen Temo nó không đẩy lẻ được như con Queen. À, nó hơi sợ ganh một tí các bạn. Bảo nó không quen đi với Temo, nó không tính được thời gian cái mù không? Bye bye. Bảo rồi, anh không cần giáp. Bởi vì chú làm được gì anh mà anh cần giáp? Easy boy. Nói chung là chơi Temo các bạn ở trên đảo một mình thôi. Các bạn tạo áp lực thôi. Quan trọng là Temo nó chặn được luôn cái choáng của con Redstone. À, khắc chế của Redstone mà. Các bạn một phần nữa là con Amumu cũng không phải là con gank tốt. Phải dùng tele để về đường thôi vì mình dỉa đau quá. Nó không thể xài tele để ấy được ấy, với cả kể cả nếu mà dừng nó ganh thì nó mất thời gian trên top mà.
Thôi về đi, làm gì được đâu. Hai. Ai. Cầm nanh đã so phút thứ 9. Cản mỗi một quả đấm tôi đặt xuống đều có ý nghĩa riêng của nó. Chứ không phải là tôi đặt cho vui. Mặc dù tôi chả vừa đánh con này. Bắn nó hoặc là mình bắn trụ đều đau như nhau mà. Sao ông solo kin với tôi á? Sao ông solo được? Tôi cấp 9 mà. Tôi còn xin thêm cái trụ nữa. Ấy là căng đấy, là gọi cả dinh lên luôn à. Tôi về thôi cậu. Cậu định làm gì? Quan trọng là cậu định làm gì thôi. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn trước khi tôi ăn cái trụ thôi mà. À, mình có đủ sức cân hai không ta? Không chắc lắm. Sao anh không lên mặt nạ? Anh đã lên gì đâu. Chưa lên cái gì đâu. Làm sao? Thế mà tôi cũng bị dính ở đấy á. Làm sao? Tôi cân 2 mà. Trời. Và bây giờ thì đến lượt chiếc trụ không có chân. Bye bye. Sau gặp Long nhớ cấm Temo nhé. Các bạn nếu các bạn lên mặt nạ thì các bạn sẽ có độ cơ động hơn. Tuy nhiên là các bạn lên cái trượng ấy thì các bạn solo sẽ khỏe hơn này. Nó định lên giết tôi này không? Lò này giết nó, giết nó, giết nó. Nó còn bao nhiêu mana đâu. Lăn ra và giết nó thôi. Trời ơi. Chả hiểu ông sợ gì luôn. Lăn vô, nó hết mana luôn rồi mà. Ước cổng. Ước thì làm gì tao nào. Ước cổng. Bìm. Ước. Ừ, thì làm gì? Ôi, chạy ra. Cái tốc biến không qua được kìa. À, chết kìa. Bạn cũng chết nốt bây giờ. Đánh nói sợ gì? Biết nó ở trong đấy mà. Quan trọng là làm gì chứ. Amumu này. Poi 100 Amumu này. Bye bye. Chết ơ. À sao bắn nhanh hơn tôi được vậy. Đã xấu quá chơi. Cá sấu, cá sấu, cá sấu. Ui xong lại đứng lại. Bye bye. Cá sấu. Thanh tẩy kinh thế. Thanh tẩy cái này đi.
15 phút GG. Easy boy. Cộng 17, easy. 82 điểm luôn. Rồi. Chỉ sát thương kìa. Đây là Temo 1m9 cái gì nữa.